Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin được VTC14 cập nhật vào sáng nay và chiều nay về công tác khắc phục sau cơn bão số 9. Vâng, thưa quý vị, trước diễn biến có thể nói là nhanh và khó lường của cơn bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền, thì trong những ngày qua, chạy đua với bão thì các bộ ngành, địa phương đã dồn lực triển khai các phương án để đảm bảo an toàn trên biển và đất liền. Tuy nhiên, do sức công phá lớn thì bão số 9 vẫn gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương mà nó đã đi qua. Vào gần trưa nay, bão số 9 quét qua đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trước khi đổ bộ vào đất liền, khiến nhà cửa, tàu thuyền trên đảo tan tành đổ nát. Người dân cho biết hơn 30 năm qua mới chứng kiến một cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp đến như vậy. Vào thời điểm bão gần đổ bộ, người dân trên đảo đã được đưa xuống các hầm do quân đội quản lý để trú ẩn đảm bảo an toàn. Gió bão đã can quét làm nhiều cơ quan, đơn vị, trường học bị tốc mái hư hại. Có những khu vực, 2/3 nhà cửa tại đây bị hư hỏng, tan hoang sau khi bão qua. Sóng biển cao tràn bờ, uy hiếp hàng trăm hộ dân ven đảo. Tàu thuyền, bè nuôi cá, đường xá bị hư hỏng nặng. Được dự báo là một trong 4 tỉnh nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 9 tại Bình Định. Bão số 9 đã làm 6 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng. Tỉnh còn 45 tàu đã nằm phía sau đường đi của bão số 9. Các tàu đã và đang di chuyển ra khỏi vùng nguy. Đối với 2 tàu cá ngư dân của tỉnh bị chìm, hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Ngoài ra, tại quốc lộ 1D xuất hiện đá lăn trên đường. Trên nhiều tuyến phố, nhiều cây xanh bị bão quật ngã, nằm ngổn ngang trên đường. Nhiều lực lượng cứu hộ, công nhân quản lý cây xanh, công an đã nhanh chóng xuống đường dọn dẹp, tránh tình trạng ách tắc giao thông. Còn tại Phú Yên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, bão số 9 đã làm 45 nhà bị sập, hư hỏng. Trong đó, một nhà sập hoàn toàn, 5 nhà bị hư hỏng từ 50 đến 70%, 39 nhà bị hư hỏng từ 30 đến 50%. Hơn 27 hecta đìa nuôi cá mú, đìa tôm thẻ chân trắng bị vỡ bờ bao, xói lở. 2 chiếc thuyền công suất nhỏ bị chìm, 15 trụ điện bị ngã đổ, hư hỏng đường dây và làm mất điện tại 51 trên 110 xã, phường thị trấn. Ước tính giá trị thiệt hại ban đầu khoảng hơn 6 tỷ đồng. Theo nhận định, do ảnh hưởng của bão số 9 sẽ gây mưa lớn sau bão, khả năng cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp và ven sông suối. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên xuất hiện mưa to, gió lớn, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, một cây cầu bị sập, một người bị thương do tường sập. Trên địa bàn Gia Lai xuất hiện mưa to, gió lớn, nhiều cây bị ngã đổ. Ngoài ra, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài. Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nhiều nhà dân cũng bị tốc mái, cùng hàng loạt cây xanh bị gãy đổ ngã dọc các tuyến đường. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hôm nay cũng có mưa rất to, nước lũ đổ về lớn đã cuốn trôi cây cầu sắt dân sinh xã Đắk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Hàng trăm người dân sinh sống bên kia cầu bị chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên đã huy động nhiều lực lượng nhằm ứng phó với bão, đồng thời chỉ đạo di dời dân ở những nơi nguy cơ bị lũ sạt lở đến nơi an toàn để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do bão số 9 gây ra.